các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi một trong những siêu thị xây dựng lớn nhất của Đức. Đây là một siêu thị Bauhaus, và siêu thị này là nó họ chia ra rất nhiều khu vực, ví dụ như là khu vực nhà vườn, khu vực dành cho thiết bị vệ sinh, khu vực dành cho khu vực cơ khí ngay sau mình, và khu vực dành cho vật liệu xây dựng. Và sau đây thì mình sẽ cùng với các bạn đi từng khu vực một xem là cái siêu thị của Đức họ bán và bố trí như thế nào. Như các bạn thấy thì đây là khu vực dành cho dụng cụ sửa chữa trong gia đình toàn bộ, và mình cực kỳ là thích bộ dụng cụ này. Đây là bộ dụng cụ của Vision, nó gồm có 56 phần, và như bạn thấy thì nó gần như là đủ hết tất cả những dụng cụ thông dụng nhất để một gia đình có thể sử dụng và sửa chữa cho đồ của gia đình mình, như này các loại kìm này, rồi là các cái loại để vặn vít lõm này, clay này, rồi là clay để mở các đầu vít, nó cũng có các kích cỡ khác nhau này, các cái kích cỡ khác nhau này, các cái loại clay khác nhau này, là cực kỳ là thông dụng. Với cả mình dùng, bạn thấy cái bộ nhỏ nhỏ xinh xinh như này không, nhưng mà rất là hữu dụng cho gia đình bạn. Ngoài ra thì một bộ thứ hai mình cũng cực kỳ thích và muốn giới thiệu, đó là chính là bộ của Alpha V. Thì bộ này là gồm có 27 phần. Như bạn thấy là bộ này thì có nhiều hơn cho các bạn rất nhiều thiết bị, như ở đây là các loại kìm này, kìm vặn này, rồi là cưa này, búa này, sau đó là các loại vít này, mở vít này, lê xoáy để thay đổi các cỡ này. Với một bộ dụng cụ này thì các bạn gần như là không phải đi ra đâu để mượn hoặc là khó khăn để sửa chữa những cái đồ nhỏ trong gia đình. Thì ngoài ra còn có những cái bộ lớn hơn của Vision với những cái là 150 phần này. Thì bạn nhìn thấy là chi tiết ở đây có rất là nhiều thiết bị, từ kìm nhọn cho đến kìm bằng để kìm cắt này, cưa này, búa này, các loại mở ốc vít này, các loại clay này, và đây là bộ đây, và cái bộ là 81 phần, và bạn cũng nhìn thấy là nó cực kỳ là nhiều những cái thiết bị mà nếu như các bạn hay sửa chữa và muốn đóng những cái đồ dùng cho gia đình thì với cái bộ thiết bị này bạn có hoàn toàn có thể làm được. Khu vực dành cho tủ bếp. Như các bạn thấy là đây là gần như là đầy đủ căn bếp, chỉ với cái diện tích đó là cái chiều dài là gần 3m và chiều ngang là 60-65 phân, thì bạn có đủ cái khu vực bếp đầy đủ như này. Nên là thấy này, bạn có thể có cái ngăn tủ để đựng bát đũa của bạn ở ngay bên trên khu vực đó, bạn có thể rửa rau hoặc rửa bát ở đây, và bên dưới là khu vực mà bạn có thể để rác hoặc là để nồi niêu, con chảo. Với khu vực tiếp theo thì ngay bên trên là một cái máy hút bụi đã được thiết kế như này, và bên dưới là bếp. Mặt bếp này thì bạn có thể thay tùy vào cái việc bạn lựa chọn bếp, và tiếp theo là một cái lò nướng bên dưới tùy điều kiện. Và khu vực tiếp theo thì bạn ngoài ra còn có thêm những cái tủ, mà đây bạn có thể có những cái tủ mà bạn có thể để khu vực gia vị hoặc là những cái đồ phục vụ cho việc nấu nướng của bạn, và ngay cả ngăn tủ ở bên dưới. Đấy, được chia rất là nhiều ngăn, nhiều cái khu vực vừa gọn và vừa có thể đẩy được nhiều thứ gọn gàng. Và ngay bên cạnh đấy thì họ sẽ thiết kế, thường thiết kế ngay cả tủ lạnh cạnh đây, và bạn có thể để và mọi thứ ở trong khu vực này. Gần như là toàn bộ khu vực ăn uống của bạn có thể được set up trong một cái không gian nhỏ bé và tiện ích như thế này. Và tiếp theo là những cái bộ với những cái thiết kế khác. Như bạn thấy là màu gỗ khác, và mặt bếp bên trên là bếp điện, thì bạn hoàn toàn có thể thay bằng bếp từ hoặc bếp hồng ngoại. Như các bạn thấy ở đây là họ thiết kế rất là gọn, thường là tất cả tủ lạnh đều được đóng chung với cả bộ và chung đồng bộ với cái mặt gỗ với cả mặt tủ bếp, nên là nhìn cực kỳ gọn và lại đẹp nữa. Mặt cái ngăn này bạn có thể để thêm những cái đồ mà liên quan đến việc nấu nướng. Cái kia nó rất nhiều. Còn đây là cái khu bếp, bạn thấy là nó nhỏ gọn hơn rất nhiều. Thì khu vực này là người ta thường dùng để cho những cái gia đình mà, và cả những cái người mà ở độc thân, gia đình ít người, thì bạn cũng thấy là với cái diện tích nó chỉ vào khoảng ở đây là 2m, chiều dài là 2m và chiều rộng là 60, thì bạn cũng có thể thiết kế gần như một cái bếp rất là gọn gàng và đầy đủ những cái thiết bị cần thiết nhất. Đây là khu vực để bát này, bạn có thể lò nướng hoặc lò vi sóng ngay bên trên
Và bên trên đấy lại có thêm một cái tủ này. Và tủ lạnh thì được thiết kế ngay bên giữa bên dưới. À, gần như là khu vực nấu nướng sẽ được đưa về một tập trung về một nơi. Vực dành cho những cái thiết kế về máy hút mùi. Như các bạn thấy ở đây là những cái máy hút mùi chéo, còn được ở bên ngoài thì được đậy bằng cái mặt kính rất là đẹp, thiết kế rất đẹp. Và khi các bạn sử dụng thì các bạn chỉ mở cái mặt kính ra thì chéo thì nó sẽ hút ở cái mặt dưới bên trong. Như các bạn thấy là khi các bạn sử dụng thì các bạn có thể mở cái mặt kính ra như này, thì ở phía bên trong đây nó sẽ là cái mảng mặt lưới hút mùi và mùi sẽ hút đây. Với thiết kế này thì nó rất là đẹp và phù hợp với các cái nhà bếp sang trọng, và nó làm cho nhà bếp trở nên gọn gàng hơn. Khi các bạn không dùng, bạn lại đóng lại thì nó giống như một cái màn hình tivi rất là sáng bóng và đẹp. Và bây giờ thì mình đang ở khu vực có thiết bị vệ sinh. Các bạn thấy ở đây là thương hiệu Grohe, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Đức về thiết bị vệ sinh. Và bạn nhìn thấy cụ thể là từng cái chi tiết nhỏ một. Thì đây là khu vực dành cho nhà tắm này, với cả khu bồn rửa tay. Thì đây là khu vực dành cho mà những cái vòi để rửa bát này, khu bồn rửa bát này. Bạn có thể linh động và xoay rửa. Đồ của Grohe thì cực kỳ là chắc chắn, đường nét và những cái chi tiết nhỏ thì được xử lý rất là cặn kẽ, chất liệu thì rất là tốt, vì nó cũng là một trong thương hiệu nổi tiếng thế giới. Như bạn thấy, đồ rất là êm ái, chắc chắn, tất cả đều được làm bằng thép không gỉ và có mạ chrome. Cái thiết bị cho nhà tắm của bạn thì khu vực rửa tay và khu vực của gương. Thì bạn nhìn thấy đây là setup cả một bộ họ đã trưng bày sẵn ở đây, và mình cũng có thể nhập nguyên cả bộ như này về nếu như là các bạn nó order. Thì theo mẫu ở đây thì bạn muốn cái gì thì mình cũng có thể nhập về hết. Còn phía đằng sau lưng mình đây là các cái mẫu về nhà tắm đứng, và có bằng chất liệu là cửa kính, có thể mở được di động, mở được bằng phía hai bên. Phần kính này rất là dày và chắc chắn. Mọi cái thiết bị của nó đều từ tay nắm cho đến phần mà viền khu kính như này rất là êm và chặt chẽ, rất là chắc. Và mọi cái sản phẩm đây mình đều hút tô để có thể nhập về để phục vụ cho các bạn. Còn đây là mình thiết kế trong một cái không gian nhà tắm, là vừa tiết kiệm không gian là bạn vừa có thể bồn tắm đứng và hoặc là bồn tắm nằm. Mình thiết kế trong nhà tắm như người ta đã mô phỏng một cái mô hình mô phỏng này thì nó rất là gọn và cũng không chiếm quá nhiều thể tích của bạn, và bạn vẫn là người có không gian cho hai cái cách mà mình tắm.
đây là cái phòng tắm sauna dành cho gia đình, là phòng tắm bếp dùng cho cá nhân. Thì như các bạn thấy là nó được thiết kế bằng gỗ có hai ngăn, một ngăn các bạn để nguyên liệu và một ngăn các bạn có thể ngồi để thưởng thức cái việc tắm ở trong tắm. Và nó cũng có một cái bảng để có một cái đồng hồ đo nhiệt độ và nhiệt độ nào là thích hợp để cho cái khu vực phòng tắm ở đây. Mình sẽ cùng đến khu vực thế giới của Bosch. Đây là một trong những sản phẩm tạo nên thương hiệu và tên tuổi của Bosch trong lĩnh vực xây dựng các loại và các dòng máy khoan. Như bạn thấy, cực kỳ nổi tiếng, vẫn là số 1 của thế giới là Bosch. Từ các cái kích cỡ một cái khoan. Lưỡi cắt. Các cái máy chà. Rất là nhỏ nhắn và vừa tay, hay cả các bạn nữ cũng hoàn toàn có thể cầm được và sử dụng được. Các bạn có muốn thử một chút không? Và đến là đây là những cái loại máy khoan lớn hơn, khoan điện dành cho khu công nghiệp. Ngoài Bosch ra thì mình sẽ có khu vực của AEG. Bạn nhìn thấy cái màu vàng này kia. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần khu vực đấy. Cam màu của AEG. Đầy đủ các thiết bị các bạn nhìn thấy, từ những mũi khoan nhỏ nhất, từ đủ các loại kích cỡ đều có ở đây. AEG cũng là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Đây là khu vực nhà vườn. Như bạn thấy cực kỳ là mát lắm. Nhưng mà những sản phẩm này chắc là mình sẽ không thể nào mang về, mất về cho các bạn được. Khu vực này thì đầy đủ các loại từ giống cây, giống hoa và các cái thiết bị phục vụ cho vườn. Như các bạn nhìn thấy ngay đằng sau có thể là một cái bể bơi trong gia đình như thế kia. Cũng là cho khu vực nhà vườn. Cực kỳ đẹp và thú vị phải không? Đây cũng là một trong những khu vực mà mình thích nhất trong siêu thị này. Và cảm ơn các bạn đã xem clip, và clip được thực hiện bởi gusto.vn. Để đặt mua sản phẩm hay muốn trở thành nhà cung cấp các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn vào gusto.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua shop Gusto trên Facebook hoặc các số Viber, Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn đã xem clip. Xin chào!